Ok bạn ơi, tôi đang trên đường rồi. Nào, cút cút ra. Anh em xem tôi thể hiện này. À, nhận hàng. Ấy, ok chưa, ok chưa. Nhận hàng bạn nhá. Vâng, chúng ta đang theo dõi một vụ đào tẩu của một tên cướp ngân hàng. Quay súng giáo vãi trưởng luôn. Chóc luôn ạ. Ui, như phim hồng cầm luôn ạ. Ui, quả tối mất được em luôn đấy. Hai tay hai súng hai khẩu AK luôn. Thế thì khỏi chắc là súng của chúng tôi này. Chắc tôi được súng ạ. Sao thật sự luôn. Mồm ngậm thuốc. Uầy, tay lấy đà. Sơi. Được bạn ơi. À, đối thủ à. Thằng này cầm chùy, tay cầm súng. Thằng kia tuổi. Sơi. À, được quá nhở. Mày nè nó lên. Mày đơn nó đi. Đỡ hộ tao gái. Alo, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tấp xe vào lề, tấp xe vào lề, nhanh lên. Chỗ chúng mày đánh nhau đấy à. Tao cũng có súng đấy. Đứng lại ngay. Alo bạn ơi, cứu viện bạn ơi, phải nó nhanh quá. Quả mẹ cướp trên giàn nước luôn. Đừng cửa nó. Đúng rồi bạn, để tôi. Thằng này, bạn cứ dụ nó vào. Tôi đứng chờ sẵn rồi. Ok bạn ơi. Đây rồi. Rồi mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu?